Ok, cao thủ Mỹ 2090. Thắng mình sẽ được cộng 10 elo. Phòng thủ 4 mã. Mim luôn. Lên về đấy cũng về cũng ra xe lên hậu ra xe phát lên đấy. Lên tượng phát để chúng ta thấy là mình tránh cái xe tấn công vào hàng dọc này, đưa mã lên. Đưa mã lên đây à, có lẽ để đẩy tốt lên hai nước. Đánh như nào đây? Rồi, lên xe đổi tượng. Cho thấy nếu trắng để tốt hai nước thì mình cũng ăn luôn. Con mã này thì tốt không ăn lên được. Còn mã lao lên u C5 thì tượng thịt. Hợp lý. Trắng đang máy tính rất sâu. Elo tận 2090 cơ mà. Về tượng, như vậy là quyết định chạy tượng. Đây mình sẽ đổi luôn. Đổi xe. Cứ rút thôi. Ai rồi? Phải đấy. Ra xe. Nói đổi thôi. Không đổi. Bắt được xe không? Không bắt xe. Chẳng hình như để lỡ nước bắt xe thì phải. Mình thấy là lên đây. À đây xe mình vẫn lên. À đâu, mất bắt xe, bắt xe, bắt xe. Hậu vào đây để chiếu hết, chúng ta thấy. May mà ZTC đã có sự đề phòng. Đây mình sẽ lên tượng để bắt luôn, đổi tượng luôn. Lên đấy nhem nhe cái nước chiếu hết
xuống đấy. Đốt không nhỉ? Đốt chứ, xong đốt đi. Rồi, mình có tốt thông rồi. Lợi thế cho ChatTC. Bây giờ thì Hậu sẽ xuống D3 đổi Hậu. Đấy. Chờ chút nha. Trắng còn nước xuống hậu đây và xuống tượng đây. À không được, tượng hậu thịt. Ok. Lên đấy. À định ăn vào đây. À đâu, giữ 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 con này, giữ con này. Nhầm nhầm nhầm. Nhầm nhỏ tí thôi. Ui, chiếu tượng. Chiếu tượng được. Rồi, ChatTC thắng. Nước xa người ta gọi là nước xa không cứu được lửa gần. Chịu thua rồi. Ok. Kết bạn một số bạn đấy. Để anh em chờ lâu không được chơi. Gần livestream tiếp theo thì mình sẽ tiếp tục thi đấu với các bạn Việt Nam. Ok.